Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với vườn hoa kiểng Thiên Mộc. Hôm nay vườn xin giới thiệu đến các bạn giống Dendro nắng. Dendro này có tên là hoa hồng mặt quỷ. Các bạn nghe cái tên nó có gì đặc biệt không? Dendro nhưng mà lại có tên là hoa hồng nha các bạn. Hoa hồng mà mặt quỷ mới ghê ha. Người ta đặt tên nó là tại vì cái hoa của nó là các bạn thấy nó có hình dạng kỳ lạ không? Nó có rất là nhiều cánh và nó xăng xăng lộn xộn với nhau, nhìn nó sơ sơ nó giống như bông hoa hồng vậy mà, nên kia là hoa hồng. Còn cái chữ mặt quỷ thì mình không biết làm sao mà người ta lại ghép vào cái tên nó nghe rùng rợn như vậy. Các bạn thấy hoa nó rất là lạ ha. Đây là Dendro hoa hồng đỏ nha các bạn. Có một loại hoa hồng tím, cái màu nó tím hơn, tím lu á mày, tím tím mà dạng xanh dương. Hoa hồng đỏ nữa, màu nó hơi hồng. Cái hoa của nó các bạn thấy nó có rất nhiều cánh ha. Nó không có theo cái quy luật của một bông hoa Dendro bình thường. Các bạn thấy bông hoa này cũng khá là to nè. Mỗi một bông hoa thì nó sẽ phân tầng, nó nở thêm những cái bông hoa khác ở trên đó nữa. Nó rất là rối nhưng mà nhìn nó lạ. Có một số hoa thì nó đơn giản hơn, nó ít cánh hơn. Cái cây này nó sai hoa lắm nha các bạn. Các bạn thấy cái thân nó lên rất là nhiều nhánh luôn, mà cái nhược điểm của nó là nó dễ bị nấm. Nếu mà khi nó nở nó ra nụ các bạn không xịt thuốc là nó sẽ rụng nha. Đây hộp này mưa quá mình bỏ rơi nó rồi nó rụng một mớ ra chứ không ấy, nó nhiều lắm, nó đã rớt nụ thì nhiều. Mùa mưa các bạn nhớ chú ý xịt thuốc cho nó ha, nó dễ bị nấm lắm. Nấm hoa hoa nó các bạn thấy nó rất là rối nè, nên nó tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn nó tấn công làm thối hoa. Và cái phần thân lá của nó cũng vậy, mà những cái lá chân á, từ khúc giữa thân trở xuống á, nó rất là dễ bị nấm và nó tuột lá chân. Khúc giữa thân trên thì nó tươi tốt hơn, nó nhiều lá lắm, lá nó rất là dày khít với nhau, hoa nó ra dọc thân rất là nhiều luôn nè. Hoa này thì nó cũng khá là dễ trồng. Tính ra trong cùng điều kiện thì cây này như vậy là khá ổn đây nè. Mình trồng mình cũng ít chăm sóc lắm, lâu lâu bón cho nó miếng phân thôi. Bạn thấy hoa nó đẹp chưa? Nhiều người không có thích cái hoa này tại nhìn nó không có trật tự gì hết á. Mà về mặt sưu tầm á thì có một chậu hoa lạ thì cũng thú vị các bạn. Hoa hồng mặt quỷ. Này nó càng lên cao thì hoa nó càng sai các bạn. Thấy cây này nó ra quá trời luôn. Cây nào nó cũng ra hoa đồng loạt. Cái này là ra hoa tự nhiên nha các bạn, mình không có phun thuốc kích thích gì đâu. Tự nó muốn ra thì ra, mình trồng cái nào ra thì ngắm thôi. Rồi mời các bạn ngắm hoa. Cái hoa hồng tím nó cũng cái kiểu nó cũng giống y chang vậy mà chỉ khác màu thôi. Cái lá nó cũng giống nữa, mình đi mua mà không có mặt bông thì mình không có chắc được đâu. Cái lá nó rất là khít, giống cây kim phát tài á, giống cây rồng xanh á. Những cái loại lá khít này lúc nó không có bông thì mình chăm lên mình chơi lá cũng được, chơi kiểng lá trong nhà. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.